Lý do khiến bố mẹ Trương Quỳnh Anh chưa bao giờ chấp nhận tin. Yêu vợ bên nhau 7 năm, có một cậu con trai đáng yêu, nhưng chưa bao giờ tin được bố mẹ Trương Quỳnh Anh chấp nhận. Bất chấp bao lời bàn ra tiếng vào và cả sự cấm cản của gia đình Trương Quỳnh Anh, cặp đôi vẫn đến với nhau và có một bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng, Tim chưa bao giờ được bố mẹ Trương Quỳnh Anh chấp nhận. Anh cũng từng thừa nhận là ngay cả bạn bè của vợ cũng chưa bao giờ ủng hộ mối quan hệ của hai người. Để rồi, sau 7 năm thăng trầm, cặp đôi đã chính thức ly hôn, nguyện nuôi bé Sushi được giao cho Trương Quỳnh Anh. Vậy tại sao một người đẹp trai ga lăng như Tim lại chưa bao giờ lấy được tình cảm từ phía gia đình và bạn bè Trương Quỳnh Anh? Tim nổi tiếng là người đào hoa. Trước khi chính thức đến với Trương Quỳnh Anh, Tim từng tự hâm nóng tên tuổi bằng hình cách kể truyền thông về việc mình từng vượt rào với ca sĩ Minh Hằng khi cô mới 17 tuổi. Theo lời kể của chàng ca sĩ Một Vòng Trái Đất này, thì Minh Hằng và anh có khoảng thời gian yêu nhau, ước say đắm trước khi cả hai bước vào con đường hoạt động nghệ thuật. Tim còn kể rằng, Tim và Minh Hằng từng cùng nhau vượt rào khi cả hai người đi du lịch ở Đà Lạt trong dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 17 của Minh Hằng. Cách đây 8 năm, ngay khi Tim chia sẻ câu chuyện này, lập tức đã có những cuộc chiến giữa fan Tim và Minh Hằng trên các diễn đàn mạng. Những người hâm mộ Minh Hằng cho rằng hành động này của ca sĩ Tim là không đáng mặt đàn ông vì cố ý để bêu xấu danh dự của Minh Hằng. Khi nhận được phản ứng gắt gao từ dư luận và Minh Hằng, sau đó Tim cũng đã gửi lời xin lỗi đến Minh Hằng vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Sau khi sống với Trương Quỳnh Anh, những tưởng mọi chuyện êm đẹp. Khi cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, thì vào giữa năm 2014, Tim Trương Quỳnh Anh lần nữa khiến khán giả nghi ngờ cả hai đường ngang đi. Khi Tim vẫn giữ thói lăng nhăng, có mối quan hệ với một nữ DJ. Nhưng chính Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ món quà này cho Tim đích thân làm khiến tin đồn bị xóa bỏ. Thế nhưng, theo nhiều nguồn tin được biết, gia đình Tim thường xảy ra mâu thuẫn vì chính ca sĩ. Nhưng cặp đôi lại không muốn ầm ĩ trên báo nên đã chọn cách giải quyết êm ấm nhất. Chính Tim cũng thừa nhận những scandal tình ái của anh là một trong những lý do mà mẹ Trương Quỳnh Anh không thể chấp nhận. Thứ hai, cái tôi quá lớn. Nguyên nhân cũng là do Tim quá vô tâm. Còn nhớ cách đây 2 năm, cặp đôi trục trặc khiến Trương Quỳnh Anh ôm con bỏ nhà đi gần 1 tháng. Tim không nghĩ đến cảm nhận của người khác và mọi thứ đã quá sức chịu đựng của Trương Quỳnh Anh. Nhưng ngay cả thời điểm đó thì bố mẹ Trương Quỳnh Anh vẫn chưa chấp nhận Tim, thậm chí họ còn ủng hộ con gái mình ly hôn. Đây không phải là lần đầu tiên Tim lên tiếng xin lỗi bà xã vì thói vô tâm của mình. Trước đó anh cũng từng xin lỗi vợ khi không dành nhiều thời gian quan tâm, ngay cả chụp cùng nhau cả hai cũng không có nhiều. Cách đây không lâu, Trương Quỳnh Anh tiết lộ nguyên nhân đằng sau câu chuyện ba mẹ không nhận con rể. Lúc có thai Sushi 4 năm tháng, tôi báo với mẹ, đương nhiên lúc đó ba mẹ tôi giận lắm. Đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận anh Tim, mặc dù thương cháu nhưng vẫn không buông ngay chuyện cũ. Mà anh Tim là người ngại nói chuyện nên bao giờ hòa giải thì hòa giải thôi. Tôi cũng không biết tạo điều kiện như thế nào, vì người bên này, người bên Mỹ, rất khó vì không gặp mặt trực tiếp nhau. Ngoài ra Trương Quỳnh Anh cũng gọi chuyện mình ôm con bỏ nhà đi cách đây hơn 1 năm là phép thử tình yêu. Cô cho rằng lúc đó cả hai cần khoảng không gian riêng để suy nghĩ và bình tâm sau nhiều lỗi. Trương Quỳnh Anh nói, kết quả thì như mọi người thấy đấy, mình cũng trở về. Lúc đó cũng khá vất vả, vì khi tôi chuyển đi thì mẹ của tôi cũng sang bên đó cùng tôi, nên anh Tim có muốn qua thăm hai mẹ con thì phải xin phép mẹ. Thế nấy cứ ngại mẹ tôi qua thăm con mà lẳng lặng không nói gì. Tôi thấy thương mà cũng nghĩ cho con muốn quay về. Nhưng cuối cùng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn đường ai nấy đi. Có lẽ ba mẹ của Tim cũng không lường trước được, và ba mẹ của Trương Quỳnh Anh đã quá đúng khi không cho con gái của mình đến với Tim.